Alo, chào mừng quý bà con cô bác. Là hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 2021 và ngày thứ 16 giãn cách toàn xã hội. Thì chị Tiên Đen ở nhà. Rồi xong luôn, xong chị Tiên Đen luôn. Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi về kiếm hiệp và xen vào là nội dung gọi là đấu trận pháp à. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha nè. Đây rồi, vô tiếp vô đây tên thằng điêu đại hẹp nha. Tin đang đem đồ chơi ra chơi nè, thấy chưa? Thấy Tin đem đồ chơi ra chơi không? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dàn trận nha. Thôi thì trận pháp của chúng ta sẽ bao gồm, đây sẽ chia quân làm hai tiến binh. Sĩ Tin sẽ dẫn một trận pháp và cha Sĩ Tin sẽ dẫn một trận pháp nè. Này, à, Sĩ Tin là giống như là đang dàn trận đó. Đang nhìn đồ mà. Rồi bây giờ sẽ chia quân, đầu tiên sẽ chia quân nha. Đây Sĩ Tin sẽ chia Tin xuống này nè, cha lấy cái máy bay được rồi, chấp Sĩ Tin luôn, chấp Sĩ Tin á. Rồi hả, rồi cha lấy con khủng long xe vậy đó nè, đủ mà hả. Rồi chúng ta sẽ lấy cái lâm niệm này làm ranh giới nha. Rồi chị Tiên đuổi chị Tiên về bên kia. Rồi lại dẹp cái quạt đi, chị Tiên qua đây nè. Cho chị Tiên luôn là vật dụng bác sĩ nè đó. Rồi còn lái xe, rồi người bên Tiên bên đây. Thôi giờ Tiên bên kia đi, bên kia đi, bên kia có miếng niệm kìa. Đi là hai cho tin qua đây đi. Rồi qua đây đó, rồi chị quân, chị quân tin bên đây, tin bên đây nè, chị quân ra, chị quân ra, chị quân ra, tin bên đây, tin bên đây. Ê ê gì, tin bên đây nè, tin bên đây, chị quân ra nè, tin bên đây này, bên đây rồi, này bên đây, thấy chưa? Rồi ok, qua đây, qua đây. Rồi rồi chờ lấy cái máy bay được rồi, bao nhiêu cho tin hết á. Chúng ta sẽ cùng lập tặng nha. Đây ơi, tin qua kia, không có xâm phạm vào đây, qua kia tin bên kia, tin làm gì kia nè, chỉ hết cùng tin luôn nè. Rồi còn nhiêu cha. Tập binh, tập hợp binh lực, tập hợp binh lực. Ê, ta xử tin đưa mấy ba quân sự tới. Rồi bị tin cản rồi. Không được, không được, thế còn tới. Ơi bị tin cản rồi, rồi xong. Tin mạnh quá, tức tức công ty. Lôi mình rồi chúng ta sẽ điều thêm xe nhỏ để chui vào nha, máy bay thì khó tiếp cận nhưng mà xe nhỏ thì được. Đây xe nhỏ tới đây. Dường như tôi đã biết tin gài tặng rồi, chết một chiếc xe nhỏ. Chết chiếc xe màu đỏ. Hai tàn binh đi về. Dạ
Ngày xì tin đã hai cho thằng Minh đi về. Thằng Minh xì tin không giết, đúng là xì tin là anh Dũng thằng. Ơi, trời ơi, quay ngược giáo lại. Ơi, bắn hạ. Trời ơi, tin khôn quá thì thằng Minh quá. Ơi. Rồi, tin kỳ quá. Tin quay ngược giáo lại rồi. Thì ra là chơi tọa chiêu chiêu hèn xong rồi. Trời ơi, dựng hành lý cao quá, hành lý nè, hành lý cao quá. Ai mà vô được? Ôi rồi, ôi ôi rồi, đơn 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 đẹp lắm rồi, ôi rồi. Ôi, không bên, không bên, không bên, tiên mạnh quá, không bên, không bên. Ôi, tiên mạnh quá, không bên. À, tiên yêu lại. Điều quân, chi diễn, chi diễn, quân chi diễn. Ôi, quân chi diễn ơi. Quân chi diễn lên ta, yo, súng ống sẵn sàng. Yo, yo, chi gì ta năm nhận quân. Gì hai rồi. Chị gì ta năm nhận quân. Hừ, năm nhãn. Ơi, sao bị tiên cấp quân rồi. Nhận quân, năm nhãn quân. Rồi, chị cho tiên năm nhãn quân nha. Rồi, vô. Rồi, năm nhãn. Năm nhãn quân. Ơ, năm nhãn, năm nhãn. Rồi, rồi. Đây, chị năm nhãn quân mà. Đâu nè. Đâu có đâu. Đâu có đâu. Không có. Không. Đi rồi. Chị tin năm nhãn quân không rồi vô năm nhãn quân nha rồi rồi chị tin năm nhãn quân nè rồi chị cho cha năm nhãn quân hả đái đâu đái đâu có đái đâu vậy đi đái đi gãi 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 đái rồi bây giờ chị năm nhãn quân cho cha rồi về cho sẽ tấn công tin. Ai sẽ tin tấn công đây rồi, gãi hả? Rồi tới cha hồi phục về, rồi tập hợp binh lực lại, tập hợp binh lực lại, xử tin, đi tập hợp binh lực lại, chưa, được chưa? À, tập hợp binh lực, rồi tin tấn công dữ quá, ơi, tay gớt cả khỏi hành lý luôn rồi, ơi, đơn đơn đơn, đơn, tin tấn công dữ quá, nè, tin cho quân đi đi, kìa, quân có tin còn quá tài luôn kìa. Tin dùng có một cái chiếc xe mà đánh bại cả nguyên đoàn quân rồi. Đoàn quân bây giờ thiết lập dàn trận, thiết lập bờ đê bao đây à. Bờ đê bao nè ơi chưa để cho thiết lập bờ đê bao nè bờ đê bao lên đó bờ đê bao thấy chưa đó bờ đê bao lên vàng trắng nổi trống lên tấn công xì tin hỡi ba quân tướng sĩ đã có một tên ác ma người khổng lồ ghé hầm chúng ta ơi rồi ác ma xuất hiện ơi phá ra quanh thế tận rồi chọn máy bay chủ lực vô hả bom máy bay lật máy bay rồi chúng ta sẽ cướp xe cướp xe của giặc tấn công giặc đã lui về phòng ngự rồi chết luôn chết xe chủ lực luôn rồi xong rồi hãy điều tướng quân thì trong trống tre ở trong trống đi cướp quân địch nè gắn vô bay quá dữ rồi tấn công xe này sẽ là xe cứu tất cả đồng minh nè xe của bullet đi tấn công rồi để nè lại rồi tấn công xe nè tấn công ủa không ai chống đỡ từ gì tấn công không ai chống đỡ từ gì tấn công xe bullet mạnh lắm không giết được đâu tấn công qua bị gài hàng và té xuống luôn rồi giết không tha tin tàn ác quá mẹ gì á tin tàn ác quá
Rồi chúng ta sẽ đi cho xe đi kiếm xe cấp cứu và đây rồi kiếm được xe cấp cứu rồi, toàn binh được cứu, toàn binh được cứu đây. Ơ gầu á không tha luôn đơn á, trời ơi ác độc, đừng đạp nó dễ chết, đừng đạp dễ ác độc, trời ơi ác độc. Chưa kịp tới cứu mình nữa, ác độc quá. Chưa kịp tới cứu binh nữa, tướng bại tận, giết hết binh sĩ, giết hết binh sĩ luôn rồi, trời ơi, rồi đè mẹ bắt luôn ta. Binh sĩ luôn rồi, trời ơi kìa, gió hằng xì tin đen, gió hằng xì tin đen, đầu hàng, tôi xin đầu hàng, thôi đầu hàng thôi, mạnh quá. Đầu hàng để cho tôi được toàn mạng. Tướng quân ơi, tướng quân tha cho tôi đi, tướng quân. Tướng quân đùng đùng thôi. Chào em lại mọi người, biết được sao bị gì tên xử bắn rồi. Chào đi tên, chào thế là đằng kia sụp gai canh cục điên quá ra còn chứ là đằng kia sụp gai canh cục điên để có nhiều phút thư giãn thú vị nhé. Bye.